Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 428 Tiếp tục câu chuyện Sở phong biết thủy tổ Hàn đã sống lại Có lẽ thời gian để lại cho sở phong không còn nhiều lắm Thậm chí cũng không có Sở phong rời hỗn độn tiến vào trong hiện thế. Số lần hắn nhìn thấy sinh tình quỷ dị ẩn hiện, quả nhiên càng nhiều hơn. Rất nhanh hắn thông qua sinh linh quỷ dị, đi lại bên ngoài, biết được một trần tướng đáng sợ. Tiểu tế thời kỳ cuối kỷ nguyên phục tô. Phần cuối cao nguyên đã bù đủ mười tiền tế. Lần gọi là tiểu tế không phải là hiến tế cho sinh tình tương ứng ở tế đàn chỗ sâu tế hải, mà là hiến tế cho cả cao nguyên. Vì bù đủ số lượng tiền tế gia tăng phần thắng và tính xác định, trong lòng sợ phong trầm xuống, khi đó hắn được cảnh giới lộ tấn, thực sự thực lực vẫn còn có phần chưa đủ, không cách nào cảm giác được những chuyện này. Rật nhanh là sắp đại tế rồi. Hắn lấy ra được tin tức này từ trong tâm thần sinh linh quỷ dị kia. Điều này làm cho trong lòng hắn đặc biệt nặng nề. Hắn có dự cảm, lão quái vật trong cao nguyên, hình như muốn bù đủ số lượng thủy tổ. Hắn đã đột phá thành công trở thành một trong mấy người cường đại nhất từ cổ chí kim đặt chân vào lĩnh vực tế đạo cảm giác vô cùng khủng bố hiểu tâm một phần chân tướng trên thực tế nếu không dính đến cao nguyên dính đến đám thủy tổ đổi thành nơi khác và chúng sinh sở phòng có thể biết được mọi bí mật hiểu được thấu cổ kim tương lai theo hắn nhập tĩnh hắn cảm giác được nhiều thứ hơn sự việc còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều Sở Phong đi vào chỗ sâu hỗn độn tìm tới yêu yêu và lâm lặng y đưa bình đá hạt giống đàn đá trên người mình cho bọn họ hắn muốn một mình rời đi tùy thời chuẩn bị một mình giết vào trong ách thổ con đường hắn đi là con đường tiến hóa trường vực đến cấp độ hiện tại đã tế đạo thành công không cần bình đá che giấu khí tức hoa văn trường vực đặc biệt chính mình khắc là đủ che giấu tất cả hắn làm như vậy hệt như đang phó thác hậu sự tức khắc làm cho sắc mặt hai nữ tử đều thay đổi, truy hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Thủy tổ vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, đang thôi diễn lần nữa. Bốn đại thủy tổ khôi phục thực thực đỉnh phong, thậm chí đạo hạnh còn tỉnh tiến hơn phần nào. Bọn họ này sinh nghi ngờ, cho rằng biến số thứ ba không phải là nữ đế. Năm đó không chỉ thủy tổ có mộng, bản thân sở phong cũng mơ màng đã trải qua một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, hắn từng khổ đau, từng bừng rỡ, từng điên cuồng, từng rơi lệ, từng cười lớn, cũng giết một thủy tổ, là một biến số khác ngoài hoang và diệp thiên đế. Mà trận chiến cuối cùng, nữ đây đeo lên một mặt nạ trong nụ cười thê lương, mang theo nước mắt, nghênh kích thủy tổ, làm mấy thủy tổ đầm tưởng nàng chính là biến số thứ ba. Hiện tại thủy tổ đang chuẩn bị có động tác lớn, muốn bù đủ số lượng với đại thủy tổ, vì sao bọn họ lại làm vậy? sở phong hoài nghi nghiêm trọng bọn họ muốn thôi diễn một lần nữa tính toán tưởng tận tất cả mọi thứ xem thử phải chăng còn có biến số thứ ba đây là một sợi chân tướng sau khi hắn đặt chân vào lĩnh vực tế đạo lấy cảm giác không gì làm không được bắt được sau khi thủy tổ khôi phục dường như đang nghi ngờ có một sinh linh như hắn tồn tại ở thế gian nhưng muốn thôi diễn được vị trí chính xác thì phải xác định rõ ràng hắn ở đâu trong thời gian ngắn sẽ không làm được. Giống như năm đó, nếu thập tộc đều xuất hiện mới có thể bình định cổ kim tương lai. Khi đó không có gì có thể gạt được bọn họ. Chờ bọn ta tế đạo thành công, bất kể là lâm nặc y hay đã yêu yêu, đều có tự tin nhất định. Chỉ cần cho bọn họ thế gian, tương lai tế đạo chưa hẳn không có hy vọng. Sở phong lắc đầu, hắn sớm đã dò xét qua. Hai người bọn họ ở kỷ nguyên này căn bản không có khả năng thành công. Cách lĩnh vực kia vẫn còn quá xa. Từ cổ chí kim, mà người tiền phú kinh thế cộng tham tạo hóa, một khi tế đạo thất bại cũng đã định trước vĩnh tịch, hoàn toàn chết đi, không cách nào sống lại nữa. Hắn tự nhiên không cho phép bọn họ làm như vậy. Trước mắt bọn nàng căn bản không có một chút xíu khả năng thành công. Không thể đợi thêm ư, thời gian có lẽ còn mà. Hai đứa tử đều mở miệng, Ngày thường tuy rằng bọn họ xuất trần và yên tĩnh, nhưng bây giờ lại đều lo lắng. Sao có thể nhìn Sở Phong một mình đi vào ách thổ, một mình quyết chiến? Nằm đó ngay cả Hoang, Diệp và Nữ Đế đều chết trận. Nếu Sở Phong một mình đến nơi đó, đối mặt với ít nhất bốn thủy tổ, hơn nửa chỉ có thể coi như đi chịu chết. Không có thời gian, tới bây giờ ta càng rõ ràng sự cảm được bọn họ quả thực đang nghi ngờ quá khứ lại thập tổ cùng ra một lần nữa thôi diễn hết tất cả hẳn là lúc đại tế ở kỳ nguyên này bù đủ số lượng thủy tổ rồi sở phong càng thêm xác định cảm giác của hắn không có sai lầm lĩnh vực tế đạo gần như có thể nói là không gì làm không được hiểu thấu mọi bản chất chỉ có sinh linh cùng đẳng cấp mới có thể che đậy hiệu quả một phần chân tướng thập tổ cùng xuất hiện ngay ở kỳ nguyên này yêu yêu và lâm nặng y trầm mặc hiện tại chỉ có sở phong đi đến lĩnh vực này có thể đi quyết chiến hai người bọn họ đều có cảm giác vô cùng bất lực vì thế ta nhất định phải ngăn cản bọn họ ở thời các mấu chốt cắt đất tiến trình đó không thể để phần cuối cao nguyên lại xuất hiện nhiều thủy tổ như vậy hắn báo cho hai nữ tử đừng mạo hiểm làm vậy không có ý nghĩa hai người tạm thời nên ẩn nấp ở trường vực trong chỗ sâu hỗn độn chờ đợi cơ hội khác Trận chiến này hắn sẽ dốc hết khả năng đánh giết thủy tổ, đục xuyên qua cao nguyên trong thương chủ tộc quỷ dị. Cho dù không thể giết hết tất cả kẻ địch cũng không để lại cho người đến sau quá nhiều áp lực. Nếu tương lai hai tương tự có thể thành công phá ải, đặt chân đến lĩnh vực tế đạo, như vậy có lẽ có cơ hội hoàn toàn bình định cao nguyên kia. Sở phong nói xong xoay người biến mất, hắn không nghĩ tới, lại nặng nề, không muốn nhìn thấy bọn họ thương cảm kiên quyết mà dứt khoát đi xa nó cho bọn họ chờ hắn trở về một mình hắn lên đường lần này đi có thể sẽ không còn ngày về nữa trong thời gian kế tiếp sở phong đi khắp chư thiên phản giới để đại dấu chân của hắn ở tất cả đại vũ trụ hắn đang khắc phục văn tế đạo hóa thành vô hình trung ta không tự mình đi mà là mang theo vị lực chư thiên mang theo di hận của tất cả thiên hiền tự cổ chi kim giết thẳng vào trong ách thổ đánh nát cái cao nguyên kia sở phòng tây góp lực lượng hắn luôn nhìn chằm chằm vào ách thổ một khi có biến hóa trước khi đại tế bắt đầu hắn phát động trước một đòn kinh thiên động địa giết vào cao nguyên trước đó hắn không ngừng tích lũy làm mình mạnh hơn hắn biết khoảnh khắc cuối cùng ấy đã sắp tới nhưng trước lúc đó hắn sẽ nỗ lực mạnh lên cho dù có cơ hội gia tăng một ít đạo hạnh hắn cũng sẽ không lãng phí. Đồng thời hắn cũng đang nghĩ, rốt cuộc phải thế nào mới có thể giết nhiều thủy tổ hơn đây. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng dự cảm không lành trong lòng nói cho hắn biết, hắn lẻ loi một mình, hơn nữa không cách nào diệt hết tất cả thủy tổ. Dẫu sao Hoàng và Diệp Thiên Đế liên thủ cũng mới giết chết được 5 người. càng Nguyên có giải, có thể không ngừng phục sinh tất cả thủy tổ. Sở dĩ nghĩ hết biện pháp, thậm chí chuẩn bị sẵn dự tính xấu nhất nếu đến cuối cùng Mọi biện pháp đều vô lực Như vậy dâng hiến tính mạng của ta thôi Lấy thần đôi bắt tưởng dốc hết khả năng tiếp xúc vật chất nguyên sơ của họ Trở thành sinh vật quỷ dị cường đại nhất Thử lại ác chế ác Diệt sạch chúng Đây là ý nghĩ tuyệt vọng nhất Và bi quan nhất của sở phong Nếu như mọi thứ đều không thể làm Hắn nguyện ý liệu chết đi mạo hiểm Nhưng trước đó Hắn sẽ khắc hoa văn trường vực khủng bố nhất lên trên bản nguyên của mình Cho bản thân hạn chế thời gian có hạn Sẽ không quá lâu Sẽ tự mình hủy diệt vĩnh tịch Lúc tuyệt vọng nhất Hắn lấy thần đuổi bất tường Trả giáp bản ngã Hắn trần chính sẽ chết Nếu vào giây phút cuối cùng Hắn thật sự không thể tỉnh táo Không cách nào lợi dụng cơ hội ngắn ngủi Diệt sạch chư địch Như vậy hoa văn trưởng vực trong bản nguyên của chính hắn Sẽ hủy diệt hắn Sẽ không để thế gian có thêm một đại ác Uy hiếp đến chư thiên trận chiến này Sở Phong chưa từng nghĩ tới chuyện sống sót trở về Máu của hắn sẽ phải khắp ách thổ nhuộm đỏ cả cao nguyên Hắn sẽ không trốn tránh Sớm đã chờ đợi rất nhiều năm Chỉ để một kích kinh thiên Hoàng thiên đế, diệp thiên đế, nữ đế Các người đi sớm quá rồi Sở Phong nghĩ đến những người ấy Có chút thương tâm Hắn cũng phải theo gót bước những người đó rồi sao Thế gian này sẽ không còn hắn tất cả vết tích đều sẽ tiêu tán trong trận chiến cuối cùng. Nếu Hoàng, Diệp Thiên Đế và Nữ Đế chưa chết, vậy thì hiện tại hắn sẽ không thở dài rồi. Bây giờ người có thể chống lại thủy tổ chỉ còn lại mình hắn. Mà hắn vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong, thủy tổ đã sắp sống lại, làm loạn rồi. Trận chiến năm đó, đủ loại cảnh tượng đều hiện lên trước mắt sở phong. Hắn đang quan sát, đang tái diễn, hắn đang tự hỏi làm thế nào diệt địch hữu hiệu hơn chiến tích của Hoàng và diệp thiên đế nữ đế cũng huy hoàng cực điểm sáng lạng vô ngẩn tuy đã kết thúc nhưng chỉ cần nghĩ đến những người đó nhớ lại trận chiến đó sở phong vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào trong mắt có lệ nóng có chiến dịch kia quá bi tráng hắn hận sinh không gặp thời ngày đó không cách nào kể vai chiến đấu cùng bọn họ hoàng thiên đế vĩnh viễn diệp thiên đế vĩnh viễn nữ đế vĩnh viễn tiên hiển vĩnh viễn sở phong trầm mặc nhớ đến những người đó chiến ý được khích lệ của hắn thịnh liệt lên cao bất kể kết cục thế nào hắn đều không hối hận sẽ thẳng tiến không lui dùng hết tất cả đục duyên cao nguyên tình cảnh của sở phong rất gian nan đời này không có người nào có thể kể vai chiến đấu với hắn hắn chỉ có thể cố gắng phá cục nếu như hoàng thiên đế còn sống nếu như diệp thiên đế vẫn còn nếu như nữ đế chưa mất như vậy hôm nay sẽ đứng chung cùng hắn chắc chắn đại phá ách thổ, đại sát tiến vào, trực tiếp bình định đồng quân quỷ dị. Hắn khát vọng cỡ nào, có thể có một người có thể kể vai chiến đấu với hắn. Trừ thế gian vẫn sáng chói kỳ nguyên quang huy đi về hướng cực điểm thịnh liệt nhất. Trong thế giới đại thiên, anh lửa văn minh tiến hóa chói mắt. Mà nơi thế ngoài sợ phong lại trầm mặc thường xuyên nhìn chằm chằm ách thổ. Hắn cảm giác áp lực khôn xiết một luồng ký tức khủng khiếp đang tràn ngập tùy thời muốn vỡ bờ càn quét các phương đại vũ trụ hắn vừa chú ý ách thổ vừa tích góp lực lượng nắm lấy thời gian yên tĩnh cuối cùng tham ngộ tất cả hoa văn ẩn chứa trong phản vật và năm tháng trên thế gian này hắn từ đầu đến cuối đều không dừng bước trong tê hải để lại bóng dáng của hắn không ngừng phân tích những hoa văn kia trước tế đàn to lớn hắn ngừng chân rất lâu trên con đường luân hồi, một mình hắn quanh quẩn một chỗ, tựa như một u linh, tìm kiếm trong thông đạo như mạng nhện, phân tích ấn ký mơ hồ mà khiếm khuyết. Là loại căn nguyên của lửa trăng. Sở phong nhìn trăm trăm địa phủ cổ, đường vân nguyên thủy từ trong cổ địa tinh luyện ra, kèm theo từng thiết ánh lửa. Hắn tiếp dẫn vào trong thời quang lưu. Hắn để bình đá, hạt giống, đàn đá lại cho lâm nặng y và yêu yêu. Nhưng lò lửa quỷ dị lại bị hắn mang trên người Bởi vì hắn cảm thấy nó quá chẳng lành Lúc ở cảnh giới đạo tổ Sở phong đã bắt đầu dùng thời quang lô Nấu luyện chính mình Đốt cháy huyết nhục và linh hồn Từng thể nghiệm đau đớn đớn lao Bản thân không ngừng tan rã Trong quá khứ Hắn đã lấy thời quang lô chống địch Bị danh linh quỷ dị gọi là hỏa hóa đạo tổ Không có ai biết Năm tháng dài đằng đẵng đến nay Sở phong vẫn luôn dùng lò này Đốt cháy bản thân tất cả cũng chỉ là vì rèn luyện trở nên mạnh hơn. Loại tình huống đó một mực kéo dài đến sau khi hắn trở thành tiên đế, bởi vì có đốt cháy bản thân nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn, rất khó thường tổn thân và hồn của hắn. Chỉ có điều những năm gần đây, hắn ở trong địa phủ cổ, ở trên thế đàn to lớn trong thế hải, ở trong địa phủ cổ, lúc phân tích phủ văn, lại từ bên trong tinh luyện ra ánh lửa yêu dị dường như là chỗ căn nguyên trung cực của lửa đại không và lửa cổ trụ. Hắn cúi đầu nhìn thời quang lâu trong tay, sau đó lấy đây làm căn nguyên của lửa, thu thập trong lò những năm gần mà nung bản thân có một chút uy hiếp với thế đạo giả, nhưng ý nghĩa vẫn không quá lớn. Xong hắn phát hiện loại lửa này có chút tác dụng khắc chế với lực lượng quỷ dị. Tế đàn con đường luân hồi địa phụ cổ đều từng có quan hệ với sinh linh nào đó ư? Sở phong nghĩ đến sinh vật chủng tộc quỷ dị đại tế. Hắn từng ngực sông lớn thời gian truy nguyên, đáng tiếc lại không thấy được gì, hoàn toàn mơ hồ. Kỷ nguyên Quang Huy là một kỷ nguyên rất lớn mà dài dằng dặc, chỉ là tùy thời phải kết thúc, nhưng ách thổ chậm chạp chưa phát động, dường như muốn chờ tới khi kỷ nguyên này đủ sáng chói lại tiếp hành đại tế Sở phong rất trân quý khoảng thời gian quý giá Bị đè nén nhưng lại khó có được này Không tính năm tháng dị vãng Trong mấy trăm ngàn năm gần đây Hắn không ngừng thăm dò Trong con đường luân hồi cổ xưa Phân tích ấn ký cổ Cũng các phủ văn của chính mình Anh đã yêu gì Hắn thu thập được đã rất khả quan Có nhất định uy hiếp Đối với sinh linh cấp độ tế đạo Đang tiếc trùng quỳ vẫn quá rải rác Những lửa đó dư lại rất ít khó mà tụ lại thành ánh lửa ngút trời. Sau đó sở phòng cũng đi qua tiểu âm gian, mượn đường dưới núi Côn Lôn tiến vào Quang Minh Tự Thành. Hắn lấy đi cối xay đá thô ráp trong thành. Sau khi thu nhỏ, ước lượng trong tay vội phen, rất cứng, có thể coi như bình khí. Hắn hơi nghi ngờ giữa bình đá, cối xay, thời quang lô có liên hệ gì đó với nhau không? Đại tế liên tục trở đến, kéo dài đến hôm nay, rất đáng quý đối với sở phong. Đạo hạnh của hắn đã đủ cao thâm Chủ yếu là sau khi hắn lấy xong đạo quả tế đạo Đặt chân đến lĩnh vực này Trực tiếp đột phá đến cấp độ cực cao Bây giờ không ngừng lắng động Vĩ được quý nhất Hắn có tự tin giết thủy tổ Con đường sau khi tế đạo là gì? Sở phong thổi diễn Cho tới bây giờ Ở lĩnh vực này Phía trước hắn là một vùng lớn sương mù Không có phương hướng Trường đáp trên người hắn phát ra âm thanh rung động có sát khí cực kỳ lăng lệ tràn ngập. Hắn cũng biết ác ý như thế gian càng ngày càng dày đặc. Bình khí của hắn cũng bắt đầu báo hiệu. Hắn đi con đường tiến hóa trường vực, đi khắp chư thiên, xâm nhập hỗn độn, tự nhiên thu thập được vô số kỳ trân thiên địa. Hắn đã luyện chế không chỉ một món binh khí, nhưng không có món nào là tường hòa, đều là binh khí chủ trưởng sát phản Trường đạo ẩn chứa lực sát kiếp vô biên, nó được luyện chế thành từ trong hỗn độn, từng uống máu của chính sở phong lúc xong đạo quả quyết đấu hắn từng dùng đao này chém bản thân ngoài ra sau lưng hắn còn lưng đeo một cây chiến mâu tuy chẳng ký tức kinh khủng nội liễm nhưng nhìn qua lại biết là một hùng bình cái thế trình độ trường vực của sở phong vang dự cổ kim không người nào có thể sánh vai qua nhiều năm như vậy hắn mượn trường vực luyện chế binh khí chuẩn bị tương đối đầy đủ ngoài ra trên người hắn còn có 9 cây đại kỳ. Đây là đồ vật mấu chốt hắn cần để tan rã cao nguyên. So ra thì kim cương trác xem như trên người hắn là binh khí tường hỏa nhất. Nhưng bây giờ cũng có sát ý ngập trời, đã từng lấy máu của chính hắn đúc khuôn. Ngày này cuối cùng đã tới. Sở phong khẽ nói, xuất hiện ở nhân gian. Hắn khẽ thở dài, dự cảm được sẽ không quá lâu nữa. Trong bóng tối, hắn có một loại dự cảm trận chiến này hắn hơn phần nửa không cách nào giết hết sinh linh quỷ dị bản thân sẽ chết chỉ là không biết có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề vì hậu nhân ta muốn giết hết thủy tổ hắn có lòng trừ hết ách địch trong lòng không có cam nếu hắn chết ở ách thổ thế gian không còn dấu vết của hắn nữa sẽ giống như đám người hoang diệp thiên đế giống như các tiên hiền ngay cả trong cổ sử cũng không để lại vết tích nếu đi cờ hiểm ta lấy thần đuổi bất tường hóa thần thành ác nguyên lớn nhất nhất định phải ngăn chặn được tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hắn cũng biết nếu đi đến một bước đó hắn sẽ thật sự chết đi trần ngã sắp băng diệt mà chứa trong huyết nhục đã không còn là chính hắn nữa nhưng mà hắn chờ mong giây phút toàn diện quỷ dị hóa cuối cùng có thể giữ mấy phần tỉnh táo có cơ hội xuất chiêu một ngày này sở phong hoài củng cố phủ văn trường vực dùng để tự hủy bản nguyên ra hắn còn đi đến chư thiên không ngừng khắc ra hoa văn trên đá tảng trong núi sông trong ánh nắng chiều trong sao trời hắn đều khắc tên của mình để lại ký ức của hắn lấy phủ văn chạm khắc cho dù chân ngã không có ở đây thân thể bất tưởng ngươi cũng phải vì ta xuất thủ phút chốc diệt hết quỷ dị nếu không người không thể có được thân thể huyết nhục ta để lại Sợ phong sử dụng trường phực không ngừng khắc khắc và khắc các nơi trừ thiên đều để lại vết tích của hắn đây là ký ức cũng là một loại chú ngôn gần như là nguyền rủa là vĩ lực của trường phực tế đạo do so chính hắn tiếp nhận không được quên đi quá khứ không được quên dự tính ban đầu của hắn nếu là trần linh của hắn chết lấy cộng hưởng của trừ thiên nhắc nhở thể quỷ gì hắn để lại chết hắn không sợ trần linh vĩnh viễn tiêu tán hắn không sợ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng vứt bỏ tất cả, vạn kiếp bất phục. Tuy đã sớm được quyết định, nhưng hắn sẽ không ngừng chân. Trong vạn vật, giữa núi sông đều có bóng dáng mơ hồ của hắn phản chiếu, không ngừng kêu khẽ, tựa như đang tiễn đưa hắn. Trong gió lạnh bút để lại bóng lưng cô độc của hắn. Một đi không trở lại. Hắn trầm mặc, lưng đeo trưởng bâu, tay nắm thiên đao, xài bước đi về phía trước, bắt đầu tiếp cận ách thổ của quỷ dị bởi vì hắn cảm ứng được sự dao động của chủng tộc quỷ dị. Đại tế sắp bắt đầu, mà hắn tuyệt đối không cho phép bọn họ xuất hiện thủy tổ mới nữa. Cao quyền vang lên âm thanh thê lương, một đoạn nghi thức nào đó sắp bắt đầu ở đó, đại tế sắp tới. Sở phòng cuối cùng quay đầu, nhìn thoáng qua vạn nhà sáng đèn, nhân gian rực rỡ, hồng trần phồn hoa. Hắn cũng không quay đầu nữa, dứt khoát lao xuống ách thổ. Ngày hôm ấy rừng lớn vô biên tràn ngập bao phủ chư thiên Tất cả chủng tộc đều sợ hãi Tận thế trình thế giới đều đến Khiến tất cả tiến hóa giả đều run rẩy từ tận linh hồn Nhưng cũng vào ngày ấy Có một bóng dáng sáng chói xé tan hắc ám của chư thiên Chiếu rọi ra vạn cổ Kèm theo ánh lửa bất diệt Một mình giết vào trong ách thổ Sự đến quỷ dị bị đuổi tan Hắc ám bị xé rách Người đó là ai Tiến hóa giả các thế gian rung động chưa từng nhìn thấy không biết tên hắn không biết quá khứ của hắn nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra quyết tâm của hắn thẳng tiến không lui dường như căn bản không nghĩ đến trở ngại lâm nặng y yêu yêu cảm giác được không ngừng rơi lệ nhưng lại không tiễn biệt bởi vì bọn họ biết bản thân phải làm gì trên thực tế lúc thế nhân nhìn thấy bóng dáng kia sở phòng sớm đã giết vào ách thổ trong trừ thế chỉ là lưu quang rách nát của hắn để lại. Chỗ sâu trong ách thổ, phần cuối cao nguyên, thủy tổ quả thực đã sống lại, muốn tiến hành đại tế vào hôm nay, bù đủ số lượng thập tổ. Tiền đế khom lưng, chỉ trích sinh linh quỷ dị quỳ rạp khắp nơi trên cao nguyên, trong miệng lầm nhầm thủy tổ. Âm! Uhm, ánh sáng chói mắt xé rách thời không, phá vỡ vĩnh hằng, đụng vào phần cuối cao nguyên. Một thành tiền đào sáng như tuyết chém thẳng xuống, tuyên cổ tuyên kim đều chiếu trong ánh đao. Biến số thứ ba quả nhiên tồn tại trên thế gian. Có một thủy tổ ngẩng đầu nhìn chăm chăm sở phong, đồng thời cũng giơ lên cự kiếm rỉ máu trong tay chém ra ngoài. Đẳng cấp ấy không có tập kích nào đáng nói. Trong một ý niệm, sơn hải vũ trụ tinh không đều ở trong lòng, cảm giác ở khắp mọi nơi. Đào quang và kiếm quang chói mắt va chạm. Sở phong mang theo vĩ được trừ thiên bà đến, phụ văn trường vực sau lưng chỉ chít trước loại cổ kim tương lai trùng kích phần cuối cao nguyên bùm trong ánh mắt chấn động của chủng tộc quỷ dị thiên thao của sở phong chém ra phản cổ thời không cắt đứt tương lai chém vỡ đại kiếm của đối thủ đồng thời chém thẳng tới thủy tổ kia máu tươi bắn lên cao khiến cả người thủy tổ đó nổ tung bà thủy tổ khác cảm giác chấn động sâu sắc một người đến sau lại đi tới một bước này tất cả bọn họ đều xuất thủ ngay lập tức muốn giết chết sở phong trên bầu trời phụ văn trường vực vô tận rậm rạp đôi điện vị lực của các thế gian rút xuống hiện lên thế nghiền áp quang mang thịnh liệt rơi vào phần cuối cao nguyên tự khắc lòng trời lở đất nơi đồng quần bất tường này nổ tung mặt đất nứt toác tổ điện được gọi là vĩnh hằng bất diệt bị người ta đục xuyên qua cùng lúc đó ba tùy tổ đồng thời xuất thủ cũng bị phủ văn trường vực của chư thiên nổ vang huyết dịch của quỷ dị bắn ra bốn phía khắp nơi đều có tổ địa chưa bao giờ bị xe trách bị trường vực mênh mông ấy lấy chư thiên làm cơ sở lần đầu đánh xuyên chia năm xẻ bảy lan tràn ra nơi xa tiền đế đều hoảng sợ đây là lực lượng như thế nào trên khắp cả cao nguyên phần cuối mặt đất vô số sinh định quỷ dị bị ảnh hưởng đến rất nhiều đều bị đổ nát mang theo vẻ sợ hãi tiêu vong đạo tổ tiền đế và chủng tộc quỷ dị xót lại run rẩy cảm giác như tận thế đến vậy mà có người đánh nát tổ địa của bọn họ giữa chư thiên núi non sông ngòi tinh thần thanh minh một nhánh cây ngọn cỏ phía trên vạn vật tất cả đều đang tỏa sáng phụ văn trường vực hiện ra tuôn trào tới ách thổ đồng thời mọi người cũng nhìn thấy hình dáng mơ hồ từ thế ngoại từ đồng nguồn quỷ dị phản chiếu một bóng dáng mờ nhạt trong chư thiên có người một mình tiến đến ách thổ đang trình chiến đáng tiếc sau đó bọn họ không thấy được nữa thực lực chiếu xa bốn đại thủy tổ gào thét cảm giác phẫn nộ mang theo mấy phần kinh hãi càng quyền suýt chút nữa bị người ta lật tung ư đào quang sáng như tuyết lại lóe lên sợ phong xiết tới thiên đào quét ngang một mình đại sát tứ phương bọn họ cùng lúc đó phủ văn trường vực vô tận rậm rạp phía sau hắn không ngừng rút xuống chỗ sâu ách thổ, muốn hủy diệt toàn bộ cao nguyên. Có thủy tổ bị chém đứt, huyết quang ngút trời. Phù văn trường vực trói mắt, tách ra trong ách thổ, không ngừng nổ tung, đánh xuyên, đánh nát, xé rách cả cao nguyên. sở phòng xóa tùng mái tóc dài, giết tới điên cuồng, đào quang sáng như tuyết kèm theo phù văn không ngừng chém về phía thủy tổ. Kim cường trác cũng ập tới, âm thanh huyết nhục tan nát, thủy tổ gào lên còn có cảnh tượng thảm liệt họ từng bị xé ra của bản thân sở phong không ngừng trình diễn ở chỗ sâu trong cao nguyên cao nguyên đang sụp đổ tiền đế đạo tổ và chủng tộc quỷ dị may mắn còn sống sót như phát điên trốn ra bên ngoài ách thổ rời xa vùng đất hủy diệt kia cuối cùng đầy trời phụ văn ảm đạm chư thiên không thể vĩnh viễn cung ứng vị lực không khổ cạn nếu lại tiếp tục chư thiên sẽ không còn sẽ tàn rã chỗ sầu ách thổ bình tĩnh trở lại càng quyền vỡ nát bất kham mặt đất bị người ta đục xuyên cảnh tượng một mảnh tan hoang chín cây đại kỳ tan vỡ đổ ngang trên mặt đất rạn nứt cả người bốn đại thủy tổ đều là máu dữ tợn như ác quỷ gắt cao tỏa định phía trước ở nơi đó có một bóng người loang lộ vệt máu nhưng vân mang ánh mắt kiếp người bộc phát vô lượng phổ biển sát khí cầm trong tay thiên đao nhìn chăm chăm bốn người bọn họ một thủy tổ lạnh lùng lên tiếng. Nằm đó bọn ta thôi diễn hết toàn bộ, lơi lớn rời xuống, tất cả cá lớn đều bị bóp chết, một con đều không thể chạy trốn. Nằm cơ biến số thứ ba, nằm đó chỉ là cá con, tự do ra vào giữa khe hở. Một năm kia, còn lông mới có thể uy hiếp đến bọn ta, sao có thể đường trước. Bọn ta sống lại lần nữa, người đã trưởng thành, chủ động, giết đến tận đây. Ngày đó, bọn họ đánh chết nữ đế đeo mặt nạ, cho rằng đó là người thứ ba. Bây giờ xem ra tất cả đều đã sai. Đáng tiếc, đời này người tới đây cũng chỉ đi chịu chết thôi. Một vị thủy tổ lạnh lùng nói. Dưới chân bọn họ, càng quên đang khép lại. Khí tức quỷ dị ngập tràn, vị lực cuồn cuộn đang bốc hơi. Đáng sợ nhất là trong vết nứt phía sau có ba bóng dáng chậm rãi đi ra. Bọn họ là từ trong quan tài dưới lòng đất đi ra. Lòng sở phòng thoáng chốc chậm xuống hắn nhận ra ba người đó là ba tiên đế sống sót ngày xưa, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bọn họ đã trở thành thủy tổ. Bảy bóng dáng chắn ngang phía trước, tất cả đều mang theo lực lượng kinh khủng vô tận, tòa định sở phong, lạnh băng nhìn chằm chằm hắn. Tiểu tiết năm đó là vì thành toàn ba người các ngươi. Sở phong thở dài thoáng chốc hiểu hết tất cả. Chủ yếu là khi đó thực lực của hắn còn chưa đủ dùng, không cách nào nhạy bén cảm giác được biến hóa khủng khiếp bên trong ách thổ. Trước khi tùy tổ ngủ say, bàn xuống vật chất nguyên sơ, ba người đều có cơ hội tiến hóa thành công, mà để vững chắc, bọn họ phát động tiểu thế hộ tống vì chính mình. Cái gọi là đại thế, tiểu thế, vốn cũng là vì hiến tế cho người kia, mà căn nguyên cũng có thể đạt được rất nhiều sinh mệnh thực tử đó. Về phần đám thủy tổ, tiền đế, quá khứ không cần những thế phẩm này, những năm cuối kỷ nguyên phục tô ba đại tiên đế vì thế phá lệ chỉ vì thành tựu thủy tổ năm đó bù đủ thập đế chỉ là ngụy trang làm cho trong lòng sợ phong nặng nề nhất là ba người đều đã thành công không có người nào thất bại cho dù có chút dự cảm có chuẩn bị tâm lý nhất định vẫn khiến hắn thở dài một hơi một đời này hắn lại loi một mình phải đối mặt với cả bảy đại thủy tổ đây là tử cục một mình hắn sao có thể giết chết ác địch, làm sao chống lại cao nguyên này? Đây là tử cục nhất định bại vong. Muộn rồi, tới quá muộn rồi. Sở phong trầm mặc, nhưng mà nếu trước kia tới đây, hắn càng thêm vô lực, khi đó hắn mới chỉ là tiên đế thôi. Suy cho cùng, ba thủy tổ tần tấn rất nhiều kỳ quyền trước là trí cường tiên đế, có vật chất nguyên sơ trong tay, tiến đến lĩnh vực tế đạo trước hắn nhanh hơn. Huống chi còn có bốn đại thủy tổ hộ tống mà hắn lại chẳng có gì chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đến bước này hôm nay từ bỏ sinh mệnh từ bỏ mọi thứ của bản thân cũng nhất định không có kết quả sao nhưng hắn không hề sợ hãi tín niệm trong lòng vẫn vẹn nguyên như ánh lửa bất hủ ngút trời chiếu rọi năm tháng cổ kim lực lượng của hắn chuyện ý của hắn không ngừng bốc lên trung chuyển vạn cổ trưởng không tiên địa cộng hưởng trừ thế không ngừng kêu lên khe khẽ như là đang tiễn biệt hắn trường đào nhắm tới hắn chỉ về phía trước nơi xa hắn không sợ hãi bước lên phía trước một mình đối mặt với bảy đại thủy tổ cần gì đâu chứ người không thay đổi được gì đâu đây đã đang chịu chết như thiêu thần lao đầu vào lửa chỉ có thể vẫn lạc trên cao nguyên này thôi một thủy tổ lạnh lùng cất tiếng lịch đại tiền hiền đều đã chết trận không có ai sống tạm hôm nay ta cũng đã đi đến lĩnh vực này sao có thể lui bước một bước cũng không thể. Cho dù ta không địch lại, nhất định phải chết cũng phải gắng hết sức diệt địch. Âm thanh của sở phong chấn động thời không, truyền khắp chư thiên. Hắn có thể chết, không gì sợ hãi, hy vọng tương lai xa xôi còn có người đến sau. Lịch đại tiền hiền đều đã như vậy, không gì sợ hãi, quật khởi một thời lại một thời. Phải xuống nhiệt huyết, có chết cũng không khuất phục, khiến cho sinh linh trong cao nguyên trả đại giới lớn nhất. Không có tác dụng gì đâu Máu của người dân ruộng đỏ cao nguyên này Một thủy tổ nói Sở phong không trả lời nữa Dù có chết hắn cũng phải cố gắng giết thủy tổ Dốc hết khả năng giảm bớt áp lực Cho người hậu thế Tận lực là được rồi Tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước Tạm bỡ đường sống vì hậu nhân Sở phong thét lớn Chấn động vũ trụ đại thiên Thời không vô tận Hắn mang theo mấy phần bị thương mãnh liệt Thẳng tiến không lui vùng thiên đạo trong tay một mình lao thẳng tới bài đại thủy tổ trong hỗn độn lâm đặng y yêu yêu đều nghe thấy tiếng thét sau cùng của hắn bọn họ không kiềm được rơi nước mắt bọn họ biết sẽ không gặp được sở phong nữa đây là va chạm của máu và lửa sở phong khí thôn sơn hà dũng mãnh phi thường không thể đỡ thiên đạo xẹt qua cổ kim tương lai rực rỡ trói mắt có thủy tổ bị chém nát âm âm Cùng lúc đó, chín cây đại kỳ tàn tạ ngã trên mặt đất phát sáng, chiếu rọi cổ kim quét ngang tường lai. Bọn chúng bốc cháy, tiếp dẫn tới vô tận phủ văn, nơi trời xanh phát sáng. Lượng đến phủ văn trường vực đổ xuống, địa phủ cổ nổ vang, thông qua con đường luân hồi lan tràn vào trong ách thổ, không ngừng xé rách điểm cao. Mấy thủy tổ đã bị ảnh hưởng đến, nhưng vẫn sông về phía trước, muốn sẵn giết hắn ngay lập tức. Càng người sở phong đều là máu, từng tan rã. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại tái hiện ra, lấy trên cây đại kỳ cuốn lấy toàn bộ cao nguyên với khối năm thủy tổ, bản thân hắn nhanh chóng đánh tới hai thủy tổ. Kim cương trắc bay ra, mang theo trường vực vô biên vô tận ngăn chặn một thủy tổ khác. Đồng thời, sở phòng thét lớn, toàn lực đối phó với một thủy tổ khác. Kinh thiên vị địa kết thúc kẻ địch cổ kim tương lai. Sở phòng không có gì để giữ lại, bắt lấy cơ hội có có được nhất dùng ra thủ đoạn cường đại nhất của mình lấy hắn làm trung tâm hoa văn đặc thù như tưởng tượng kinh vị tuyến xuyên qua lan tràn đến cổ đại đan xen vào tương lai bức xạ tới đường thời ở khắp mọi nơi tác động đến tất cả thời không khoa lấy thủy tổ kia không cho hắn cơ hội trốn thoát mà trên người chính hắn cũng đều là đường phần chói mắt hắn oanh sát tới thiên đào chém vào trong thân thể thủy tổ kia nam đấm cũng đấm vào vì thủy tổ đó nát tan rồi lại trùng tổ khắp người đều là hoa văn sáng chói bị trói buộc bị khóa lại cộng mình cộng hưởng với hoa văn trên người sở phong hắn liên tục bị nổ tan xác mặc cho hắn bốn trùng tổ thân thể chạy thoát ra ngoài nhưng đám hoa văn lại bất diệt từ đầu đến cuối khóa chặt hắn vị lực của càng nguyên cũng không thể mang hắn đi kinh thiền vĩ địa kết thúc kẻ địch cổ kim tương lai đòn sát thủ của sở phong đã phát huy hiệu lực mà phản hệt như kinh vĩ tuyến siết chặt vào trong cơ thể thủy tổ, áp sát vào trong hồn quang của hắn, đánh vào trong bản nguyên của chính hắn. Bùm! Vị thủy tổ này băng diệt một lần lại một lần, không ngừng bị giết đi. Vị lực của càng Huyền tuy vẫn còn nhưng không cứu được hắn. Năng lượng khủng bố sôi trào. Sau đó hắn đổ tung. Một thủy tổ đã hoàn toàn vẫn lạc. Thân thể sở phòng cũng mở ảo không ít, mà vào lúc này sáu thủy tổ khác đều xông ra, toàn lực xuất thủ tới hắn, muốn tuyệt sát hắn. Quyết chiến không nhìn thấy hy vọng, sợ phong loạn choạng thân thể, trường đào đã gãy. Kim cường trác đã nứt, mặt cờ của chiến cây đại kỳ đã vỡ nát. Hắn lấy ra trường mâu từ sau lưng, một mình xông về phía trước một lần nữa. Hắn dốc hết khả năng diệt địch, giảm đi áp lực vì hậu thế, mở đường sống vì hậu nhân. Cả người sợ phong đều là phủ văn, bào bọc lên hắn kéo theo vụ tận vĩ lực hắn cầm chiến mâu giết vào trong thủy tổ vào khoảnh khắc này máu của hắn đang bắn tùng tóe thân thể vỡ vụn nửa bên nhưng hắn vẫn một mình lấy trượng bầu trống lên đóng giữa không trung không ngừng chấn động thôi động phụ văn trường vực bốn triệt để ma diệt đối thủ nhưng sáu đại thủy tổ ở đây đều xuất thủ không giữ lại mảy may đủ loại ánh sáng tế đạo đánh vào người sở phong làm máu của hắn nhuộm cao nguyên đây là một trận chiến vô cùng thảm liệt. Sau khi sở phong chấn vỡ thủy tổ trên lưỡi mâu, bản thân cũng bị ngũ tổ khác oanh diệt, hiện chiếu ra ở một hướng khác. Thân thể của hắn đã mở nhạt, không phải hắn không đủ cường đại, mà là kẻ địch quá mạnh, hơn đã thực sự quá nhiều. Trừ thiên cộng minh, trời xanh trời xuống, địa phủ cộng hưởng, tế hải rút xuống, giết hết quỷ dị. Sở phong gầm nhẹ lên, phụ văn khắp người bốc cháy thôi động chiến cây đại kỳ sớm đã nổ thành mảnh vỡ nơi xa dùng bọn chúng các khoa văn tiếp dẫn vô tận phụ văn trường vực từ trời xanh rớt xuống Trừ thiên bừng sáng lên sáng xuống vĩ lực có thể nở rộ cuối cùng trời xanh lay động lực lượng vô tận sôi trào mà đến còn có con đường luân hồi địa phủ cổ nổ vang ký hiệu trường vực chỉ chít cộng hưởng theo kinh người nhất là tế hải đại dương màu máu các bọn nước đều là đại thế giới tàn phá đã mất đi toàn diện đổ xuống hóa thành dòng lũ thế giới ập tới phần cuối cao nguyên. Vị lực vô tận đánh nát cao nguyên, nhất là tê hải màu máu nhấn chìm phần của ách thổ, bao phủ cả mấy thủy tổ, tan biến, trùng kích. Kinh thiền vị địa kết thúc kẻ địch cổ kim. Sở phong lợi dụng cơ hội này, tìm tới một thủy tổ, tỏa định hắn. Vô tận đường kinh lạc đan sen, lan tràn ra ngoài, tuyển cổ tuyển kim khắp nơi đều có. Thủy tổ bị khóa lại rãi rủa nhưng lại bị hoa văn rực rỡ trói buộc. Hết siết chặt, lại không ngừng ma diệt. Bản nguyên tán loạn, linh hồn khô cạn, trốn không thoát. Mãi đến cuối cùng, bùm một tiếng, hắn bị rào sát triệt để. Càng nguyên không thể phục sinh hắn được nữa. Bóng dáng sợ phong càng thêm mờ ảo. Hắn nắm mâu, phóng tới lần cuối. Càng nguyên tế hải màu máu, phụ văn trường vực đầy trời trùng kích. Hắn tế ra thời quang đô lấy đi một phần vật chất nguyên sơ từ trong quan tài dưới lòng đất hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết đợi sẽ đến khi bản nguyên của mình sắp diệt mất đi lực lượng đánh một trận hắn sẽ tắm mình trong vật chất đồng nguồn bất tường từ bỏ chân ngã diệt địch vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi đần độn nam đại thủy tổ còn sống liên thủ phá vỡ phủ văn trường vực xông ra ngoài bọn họ nổi giận đùng đùng bất kể thế nào cũng không ngờ được người đến sau này lại có giải quyết như vậy hắn thêm bảo bố trí cả chư thiên tế hải trời xanh địa phủ trở thành trường vực va chạm cao nguyên vậy mà thật sự đã rung chuyển đục xuyên qua cũng mượn cơ hội này đánh giết hai đại thủy tổ đối với bọn họ loại tổn thất này đau đớn này không cách nào chấp nhận qua đi thời gian dài răng dặc bọn họ lại một lần nữa trải qua kiếp nạn như vậy thân thể sở phòng vỡ nát hắn lẻ loi một mình trong đại năm đại thủy tổ phát cuồng cuối cùng vẫn không ngăn được máu và xương bay tứ tung. Trong nháy mắt, cái thân thể hiện chiếu lần nữa, hắn nằm lấy chiến bầu tiếp tục xông tới. Tin niệm trong lòng không thay đổi, dốc hết khả năng diệt địch, chỉ vì giảm bớt áp lực cho người đến sau. Chiến bầu trong tay hắn gãy đỉa, binh khí hắn tế duyệt đều đã hủy diệt, gãy rơi đầy đất. Năm đấm của hắn phát sáng, đường vân ngang dọc lóe lên, đánh đổ một thủy tổ. Nhưng thân thể của chính hắn cũng bị người khác đánh nát khoảnh khắc này tới hải màu máu đột ngột chảy ngược tất cả hoa văn trường vực đều bị chảy vút tiêu tán đi cao nguyên nổ vang không ngừng chấn động vết nứt lớn dày đặc đều đang khép lại toàn bộ cao nguyên càng thêm rộng rãi nó đang trùng tổ nhanh chóng trở nên hoàn chỉnh lúc này năm đại thủy tổ đều bị kinh sợ lùi lại quan sát cao nguyên sinh ra biến hóa quỷ dị lòng sở phong hoàn toàn trầm xuống vô tận phủ văn trường vực hắn dẫn tới từ trời xanh địa phủ đều đã tiêu tán ngay cả tế hải đều chảy ngược về cao nguyên đã yên lặng không có bất kỳ biến hóa nào nữa vẫn như quá khứ tựa như không có chuyện gì xảy ra tất cả vết nứt khu vực bị đục xuyên trên cao nguyên đều hoàn hảo như lúc ban đầu sở phong trầm mặc hắn con lòng giết hết mọi kẻ địch nhưng bây giờ đối mặt với năm đại thủy tổ sức người trung quy cũng có lúc cuối cùng hắn lại nói một mình đi vào ách thổ thực sự quá khó khăn hắn cảm thấy cả căn nguyên đều tràn đầy một loại khí tức khủng bố chấn động tâm hồn. Dù có người đến sau tới đây, áp lực cũng sẽ lớn vô biên. Giây phút cuối cùng, hắn không do dự nữa, hắn muốn thử xem có thể một mình mang đi năm đại thủy tổ, đập nồi dìm thuyền thay đổi hành động không. Bên trong thời quang lâu, vật chất nguyên sơ đổ xuống rơi trên người Sở Phong. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cảm giác được linh hồn bị xé rách đau đớn kịch liệt vô biên. Đồng thời huyết nhục của hắn đang biến dị, bản nguyên của hắn đang lột xác, linh hồn của hắn thật sự sắp thách trời xảy ra lột xác quỷ dị nhất. Trần đình của hắn sắp diệt, từ nay về sau sẽ không còn là chính mình. Đồng tử của mấy thủy tổ co lại, mà kệ nói thế nào cũng không nghĩ đến. Người đến sau kiên nghị mà cương liệt này lại sẽ đi một bước này, lại sẽ chủ động tiếp xúc vật chất nguyên sơ, lấy thần đuổi bất tưởng sau đó bọn họ liền cười nhìn chăm chăm sở phong nếu hắn có thể lột xác lên thêm một cảnh giới bọn họ cũng sẽ nhìn thấy con đường đó sẽ đi thế nào hơn nữa không ai có thể ngoại lệ bị vật chất nguyên sơ ăn mòn đều sẽ trở thành quỷ dị bọn họ chính là đồng tộc trở thành người một đường trong phục răn trên thợ quang lô có ánh thợ vọt lên cuốn qua linh hồn sở phong giúp hắn chống cự tách trời cuối cùng hoãn thời gian hắn tiêu vong. Thân thể của hắn đang lộ xác, trở nên rất khủng bố, rất cường đại. Lực lượng khuếch trương đang mở rộng, đang cuộn trào mãnh liệt. Ta không được trầm luôn. Sở phong dùng hết mọi lực lượng, sao cảm phụ văn thế ngoại. Những hòa văn khắc vào trong chư thế, tất cả đều sáng lên, hiện chưa bóng sáng của hắn. Đồng thời còn có âm thanh rõ ràng mà hùng vị truyền đến. Nếu có người đến sau đó là lời của các tiền hiền, đó là lời của Hoàng Thiên Đế và Diệp Thiên Đế chết trận, khuấy động chưa thế ngày xưa. Sở phòng lấy hình thức phụ văn trường vực ghi chép khắc xuống, ta hiện âm thanh kia, nhắc nhở chân thân rơi vào trong ách thổ của mình, đừng đần độn, đừng trầm luân nữa. Nếu có người đến sau, chứng kiến những gì ta nghe, ta thấy, kinh nghiệm cuối cùng của chúng ta trào trên vũ trụ vạn vật, khắc dẫn núi sông sao trời, lượn lờ trên phế tích vô tận, khắp nơi đều có thiên chương trường tồn bất diệt như người nhìn thấy còn đường của sở phong lại thăm dò từ trong vạn vật trừ thế tiền hiền cùng ta cùng tồn tại sở phong thét lớn hắn duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng trong cuộc lục xác quỷ dị muốn động thủ với năm tại thủy tổ không có người nào sau khi bị vật chất nguyên sự ăn mòn toàn diện còn có thể duy trì một tia tỉnh táo điều này làm cho đại thủy tổ đều kinh hãi đồng thời rùng mình. Bọn họ quyết đoán lùi lại, muốn lặng lẽ chờ hắn quỷ dị hóa toàn diện. Sợ phong gian nan xuất thủ, nếu trì hoãn nữa, hắn sợ không giữ được quang minh trong lòng, triệt để rơi vào trong hắc ám. Vậy thì đó không phải là chính hắn, không còn cơ hội xuất thủ thêm nữa. Đột nhiên cam quyền chấn động kịch liệt, nổ vang, ánh sáng quỷ dị đáng sợ nở rộ nhấn chìm sở phong. Hắn vô lực công kích, những vật chất nguyên sơ sôi trào trong cơ thể hắn vậy mà tạm thời dừng lại không thể vì hắn sử dụng một sợi u vũ lượn lở khiến sở phong thất bại trong gang tấc trong hoảng hốt mấy thủy tổ tựa như đã trải qua một cơn ác mộng bọn họ có cảm giác vừa rồi nếu để sở phong phát động trong số bọn họ có lẽ còn có người sẽ chết dường như vừa nãy quỹ tích của lịch sử đã thay đổi có phần tương tự như năm đó chúng ta bừng tỉnh từ trong mộng một thủy tổ lên tiếng ánh mắt lóe lên nhìn về phía phần cuối cao nguyên nơi đó u vụ lượn lờ cả người thật sự cho rằng bản thân bừng tỉnh từ trong mộng ư là ta nhờ vào lực lượng ngày xưa của người kia thay đổi tất cả đấy có âm thanh từ phần cuối cao nguyên truyền đến vùng tổ địa này vùng cao nguyên hùng vĩ này nó có ý thức của chính mình à năm đại thủy tổ còn sống đều kinh hãi qua nhiều năm như vậy mà chưa từng phát hiện ra vật chất nguyên sơ đã tro cốt thuộc về một sinh linh hắn đã từng cư ngụ ở cao nguyên này lại chết ở cao nguyên này lực lượng của hắn đều vẩy xuống nơi đây thành tựu cho cao nguyên có thể không ngừng phục sinh người có quan hệ với hắn cả người hấp thụ vật chất nguyên sơ được tán thành là một phần lực lượng cao nguyên cho nên có thể không ngừng phục sinh u vụ phiêu đáng toàn bộ cao nguyên vậy mà thật sự có ý thức mông lung còn chưa phải ý thức thể quá hoàn chỉnh nhưng đã có thể biểu đạt ý của nó. Sở phòng dốc hết khả năng, phụ văn quanh người không ngừng nổ tung, cuối cùng cũng có thể cử động, đồng thời thân thể của hắn bốc cháy hừng hực. Hắn phải gian nan vứt bỏ vật chất nguyên sơ. Nhân lúc bây giờ, nó còn chưa sôi trào, loại trừ sạch sẽ toàn bộ ánh lửa trong thời quang lô tiến vào thân thể. Bởi vì cao nguyên này có ý thức chân chính sống lại, hắn không thể sử dụng loại lực lượng quỷ dị này. Hắn muốn lấy thân nuôi bất tường để chế ác cũng không thể bị ý thức to lớn kia nhìn thấu tất cả. Đồng thời hiện giờ hắn không còn thời gian. Hoa văn tự hủy khắc vào trong bản quyền phát sáng không ngừng nở rộ. Cuộc đời của hắn sắp cứ như thế kết thúc. Ầm, sợ phòng đánh ra thời quang lâu trên người. Tế trả cối xay đá thô ráp đánh về phía cao nguyên. Đồng thời trong tan rã quanh người hắn giữa những lúc bản quyền của hắn đốt cháy nở rộ hắn gầm lên kinh thiên vĩ địa kết thúc kẻ địch cổ kim tương lai Hòa văn chỉ trích kinh vị tuyến đan xen xuyên qua tất cả thời không nơi đời đều có chiếu rọi nhân gian rực rỡ trừ thế quang minh tận diệt u vụ và ác ám nhưng mà một chữ cuối cùng hắn trung quy vẫn không thể đọc ra một kích mạnh nhất của thuộc về sở phong quét qua toàn bộ nam đại thủy tổ trên cao nguyên bị xuyên thủng sau đó vỡ nát máu và xương tản ra khắp nơi đáng tiếc bản nguyên của sở phong đã khô kiệt lại lon một mình không chống lại nam đại thủy tổ được ngay cả muốn chuyên chỉ nhằm vào một người cũng không thể thực hiện bởi vì lúc này u vụ bay đến làm cho kinh vị tuyến phân tán rơi vào trên người năm người kia nam đại thủy tổ tuy đã nứt vỡ nhưng lại nhanh chóng hiện chiếu trung tổ mà ra đứng trên cao nguyên sừng sững bản thân sở phong đổ tung bên trong bản nguyên lấy trường vực hủy diệt bản thân bộc phát toàn diện đưa bản thân hắn hóa quang mà đi trong hỗn độn trong lòng lâm nặc y và yêu yêu đau đớn kịch liệt tuy trong bọn họ không tận mắt trông thấy nhưng lại ý thức được đã xảy ra chuyện gì có cảm giác đau thương và thê lương vô tận càng quyền chấn động u vụ chấn động dường như muốn có hành động gì đó mà cối xây đá thô ráp trên mặt đất bỗng điện bắn ra đó là vụ văn trưởng vực cuối cùng sở phong để lại bên trong đang kích hoạt ngăn cản u vụ để sở phong thong song tan biến cả mặt đất đều là tan hoang cối xay đá vỡ nát Thiền đào đất gãy Chiến bầu nứt toác còn có lại kỳ dập nát Cảnh hoang tàn khắp nơi trận chiến cuối cùng đã kết thúc sở phong đã dùng hết lực lượng muốn mở đường sống vì hậu nhân chỉ là mọi chuyện đều không thể đoán trước toàn bộ cao nguyên đều có ý thức của mình hắn đã tận lực chết trận trong ách thổ chư thiên rung động trong ánh mắt nhiều người ánh tả dương như máu núi sầm cộng hưởng vạn vật cộng minh trường vực sở phong để lại đang tán loạn khắp nơi đều là bóng dáng mơ hồ của hắn xẹt qua bầu trời chiếu rọi giữa non sông trừ thế cuối cùng những bóng dáng mơ hồ ấy cũng tan biến đi trong hoảng hốt mọi người lờ mờ nghe thấy âm thanh không thiên tục cuối cùng của hắn kinh thiền vĩ địa kết thúc mở đường sống vì mọi người không biết tên của hắn, không biết quá khứ của hắn, chỉ biết là có một người như vậy đã từng một mình xông thẳng vào trong ách thổ, cuối cùng bị tráng kết thúc. Nhưng rất nhanh, ký ức liên quan tới chuyện này, liên quan tới người này, nhanh chóng bắt đầu tiêu tán từ trong lòng mọi người. Tất cả dấu vết của hắn đều bơ hồ, hắn không còn ở đây, hoàn toàn biến mất mà diệt từ trong nhân gian, từ trong thời không, từ trong toàn bộ cổ sử. Khoảnh khắc này trong lòng sinh kinh cả thế gian đều trống rỗng, cảm giác như đã mất đi cái gì đó, có thương cảm khó hiểu, nhưng qua chốc lát, mọi cảm xúc của hắn cũng đều tiêu tán, chưa để lại thứ gì cả. Thế gian không còn sợ phong, không người nào nhớ được. Gió đêm rất lớn, các trận thế hất lên, còn có lá vàng tàn lụi đầy trời lộ ra vẻ thê lương tiêu điệu, chủ thế vô cùng u ám. Đã chết rồi sao? Sợ phong mê mang, không biết đã qua bao lâu trong hóc ám có ánh sáng lóe lên có âm thanh đang vang vọng đây là nơi nào không cảm giác được thời gian trôi qua hư vô vắng lặng dường như tất cả thế giới đều đi đến điểm cuối cùng lại trở về nguyên sơ nháy mắt tâm thần mê mang của sở phong tỉnh táo lại đôi phần bởi vì hắn nhìn thấy hai luồng ánh sáng bên trong có người trong tĩnh mịch lại đang dựng dục sinh cơ cường đại tha hóa tự tại Thả hóa vạn cổ Cuối cùng sẽ có một ngày Ta sẽ trở về Sao có thể nhìn nhân gian tàn lũi Trong một luồng ánh sáng truyền ra âm thanh rõ ràng Sau đó sở phòng nhìn thấy một người Đó đúng là Hoàng Thiên Đế Hắn ta dãi ruộng bước ra Từ trong luồng ánh sáng Ta là Thiên Đế Nên trấn sát mọi kẻ địch Trừ thế ảm đạm, quỷ dị không yên Thần ta sao có thể tịch diệt Một bóng người khác xuất hiện Đó là Diệp Thiên Đế cũng từ trong luồng sáng bước ra. Điệp đó Sở Phong nhìn thấy bản thân cũng đang ở trong luồng ánh sáng, có sinh cơ cường đại phát ra, hắn vẫn chưa chết ư? Không, hắn quả thực đã chết trận, gần như chỉ trong chớp mắt, Sở Phong đã hiểu, hiện tại hắn đang ở trong lĩnh vực siêu việt tế đạo. Cảnh giới này vô cùng đặc biệt, ở đây không có khái niệm thời gian, trước vạn cổ đặt chân đến, hiện thế đặt chân đến, tương lai bước đến dường như đều có thể gặp dường như đều vào lúc này. Sở phòng chừa chết trên tế đạo, thứ chân chính phải tế không có chỉ là đạo, còn có con đường tiến hóa, còn có bản thân, toàn bộ thành không, toàn bộ quay về tĩnh mịch, sau đó khôi phục trong tịch diệt, chờ đợi sống lại lần nữa, chân chính ngự trị trên tất cả. Đương nhiên việc này rất khó khăn. Đám thủy tổ không thể thành công, bởi vì ngoại trừ bản thân nhất định phải đủ cường đại, còn phải có tâm niệm tương ứng trước khi tịch diệt nếu do dự không có sự hào hùng tuy đối phương có phản người ta cũng thản nhiên bước tới không có dũng khí dám từ bỏ tất cả cùng khí nuốt vạn cổ trong lòng trước sau trường tồn tín niệm không thể trung chuyển tiếng một loại dùng cái có thể tế ra tất cả cũng chỉ là một con đường chết năm đó hoàng thiên đế diệp thiên đế đều bi tráng chết trận trong chiến dịch đó bọn họ thẳng tiến không lui dù là bước đi khi tịch diệt cũng khí thế ngất trời. Mà sở phong một mình giết vào trong ách thổ, muốn từ bỏ bản thân, mở đường sống vì hậu nhân. Nhưng điều kiện này là điều có, không thiếu cái nào. Cuối cùng hắn cũng đặt chân đến trên tế đạo. Dù có tế đạo giả, muốn leo lên cảnh giới này, cũng không phải muốn đặt chân là có thể đặt chân. Qua nhiều thế hệ đến nay đều không thể gặp. Ở đây có thể nhìn thấy tương lai, có thể nhìn thấy quá khứ, tựa như chỉ có ba người bọn họ đặt chân lên Lại nhìn kỹ Ở khu vực sát biên giới cũng có một luồng ánh sáng Chỉ lá rất ảm đạm Ở trong tĩnh mịch vĩnh hằng Đó là nữ đế Thiếu sót duy nhất của nàng Là năm đó nàng mới đặt chân lĩnh vực tế đạo Tích lũy không đủ thâm sâu